Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu cái thành phần nào quan trọng nhất trong một cái đèn LED dùng trong gia đình. Thì đây là một câu hỏi của một bạn theo dõi kênh YouTube của mình đó. Như các bạn cũng đã biết á, một là một cái đèn LED bất kỳ, các bạn sử dụng cái đèn tiếp LED T8, đèn LED bulb, LED âm trần, thì nó sẽ có hai thành phần quan trọng cấu tạo nên một cái đèn. Đây, một bên á, cái đèn LED của mình cấu tạo là một cái nguồn LED driver. Cái nguồn LED driver này á, dùng để cung cấp nguồn cho những cái chip LED này, chip LED là hoặc là cái bóng LED. Thì đa phần bên trong một cái bóng đèn LED á, nó có rất nhiều chip LED nha. Đây những cái loại này nè, chip LED hoặc là đèn LED bulb hoặc là nguyên cái gì thanh LED T8 này á, nó có rất nhiều. Thì nó sẽ tích hợp thành một thanh này, hoặc nó tích hợp thành một vỉ như những cái đèn LED bulb hoặc là loại dây á. Thì những cái dây LED như thế này á, nó sẽ được dán bên trong cái đèn thành của LED âm trần. Thì ở đây á, mình sẽ so sánh coi giữa cái nguồn LED driver và những cái chip LED này, cái bóng LED, cái loại nào sẽ quan trọng nhất trong một cái bóng đèn. Thứ nhất ở đây mình sẽ tìm hiểu về cái nguồn LED driver. Đa phần á, cái những cái nguồn mà có trên thị trường á, là những cái linh kiện bán dẫn xuất xứ từ Trung Quốc. Ở đây á, nó sẽ có 3 loại. Cái nguồn thứ nhất là nguồn hạ áp. Đây, các bạn nhìn thấy những cái bóng đèn mà công suất nhỏ á, nè, bên trong nó linh kiện rất ít, chỉ có một con tụ qua. Cái này tụ gốm ha, dùng để hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V. Nó giờ làm giảm áp, cung cấp cái điện áp khoảng từ 100V trở xuống, cung cấp nguồn cho cái dãy chip LED này. Thì đây là một loại nguồn LED driver nha, nó dùng mặt nguồn hạ áp dùng tụ. Tiếp theo mình sẽ đi tìm hiểu cái mặt nguồn xung switching. Nguồn xung switching là sao? Là cái loại nguồn đóng mở, nó dùng trong các bạn nhìn thấy nó hay sử dụng trong cái nguồn của TV LCD nè. Một vài thiết bị điện tử như cái đầu đĩa DVD, hoặc là nhất là trong cái cục sạc điện thoại á, hoặc là adapter nha. Cái nguồn switching này nè, đây là cái nguồn LED driver nha. Các bạn nhìn thấy bên trong nó giống y như chức năng của một cái cục sạc điện thoại. Ở đây nó sẽ tích hợp một cái con biến áp xung nha, có 3 cuộn dây 6 chân, nó hàn dính vô bo mạch. Là 6 chân của nó nha các bạn. Một cuộn sơ cấp nè, một cuộn hồi tiếp nè, một cuộn thứ cấp. Trong mạch này nó sẽ dùng hai con transistor nha, một con tạo dao động và một con kích xung. Kích xung nó đưa vô cái chân sơ cấp của cái biến áp xung này. Thì về nguyên lý và cách sửa, mình đã làm những cái video về cách sửa cục sạc điện thoại á, thì các bạn có thể lên đó các bạn tham khảo ha. Đây là một loại nguồn LED driver thứ hai. Tiếp theo á, mình sẽ nói về cái mặt nguồn LED driver mà nó dùng IC LED driver. Đây là cái con IC LED driver nha các bạn. Trong cái mạch này nó sẽ chia ra hai phần. Đối với mạch nguồn LED driver mà dùng cho những cái đèn LED mà công suất nhỏ và trung bình á, thì nó sẽ dùng
IC này. IC này là IC nó tích hợp MOSFET bên trong nha. Đây có rất nhiều loại. Thì bên trong mạch đó nó cũng sử dụng một cái IC nguồn led driver, IC dao động á. Đồng thời nó sẽ có một cung dây này để tích trữ năng lượng điện. Đó là đối với những cái đèn led công suất nhỏ thôi. Còn đối với những đèn led công suất lớn nha các bạn, những led như thế này công suất khoảng 50W á, thì nó sử dụng IC led driver là CL1502. Cái mạch của nó, cái chức năng của nó do tương tự nhau. Nó dùng cái một cái con CL1502 này á, có nhiệm vụ như cái khóa điện tử á, đóng ngắt nguyên một dãy chip led này luôn, toàn bộ chip led ha. Thì bên trong nào, mạch nè, nguồn này á, nó tích hợp là khoảng 2-3 con CL1502 nha. Thì trong những video mà hướng dẫn sửa đèn cái đèn led 30W, 50W thì mình đã nói về những cái mạch này rồi. Các bạn có thể lên kênh mình đó tìm hiểu và cái cấu tạo hoạt động của nó nha. Trên đây á là cơ bản và cái mạch nguồn led driver. Đa phần nó dùng linh kiện bán dẫn là hoàn toàn là của Trung Quốc nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ đi tìm hiểu về cái chip led nha. Cứ như là bóng đèn led. Bóng đèn led ở đây á, trong tất cả các linh kiện mà bán dẫn SMD thì nó có xuất xứ đa phần nhiều nhất á, trên thị trường là nó xuất xứ từ Trung Quốc nha. Ngoài ra các nhà sản xuất của Mỹ hoặc châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan là những nhà sản xuất hàng đầu về chip led. Tuy nhiên á, cái giá thành của nó hơi cao hơn so với những đèn led Trung Quốc nha. Trung Quốc cái linh kiện nó, cái chất lượng nó khá thấp. Đồng thời cái giá thành nó kéo luôn, giá thành xuống nó giảm hơn so với những cái đèn led từ Mỹ, châu Âu hoặc là Hàn Quốc, Đài Loan nè. Cái chip led mà phổ biến sử dụng trong những cái đèn led, led bulb, led chip led T8 á, và đa phần nó hay sử dụng là cái con chip led 3528 nè, chip led 2835 nè, 5030 nè, 5730 nè, hoặc là những cái chip led tích hợp như chip led cốt. Chip led cốt này tích hợp rất nhiều loại chip led nhỏ nha. Đấy, các bạn thấy trên đây nè, các bạn nhìn thấy nguyên cái chip led đó, siêu to khổng lồ luôn, khá lớn. Rồi bên trong của nó từng chấm của nó là những con chip led nhỏ. COP được viết tắt là chip on board, có nghĩa là linh kiện nó đính trong một, nó tích hợp bên trong một cái bo nhỏ này nè, giống như con IC á. IC là cấu tạo từ những cái con linh kiện nhỏ, linh kiện bán dẫn, như nó gồm diode chẵn to và nó tích hợp lại. Thì những cái chip đó, chip lớn này á, nó cũng tương tự như vậy. Thay vì á, người ta chế tạo là những con chip led rời như vậy nè, chip led giấy 5D á, thì nó sẽ đóng gói lại những con chip led này, nó tích hợp cái này kích thước lớn, còn cái này kích thước nhỏ hơn. Rồi đóng gói lại thành một con chip led lớn này. Ngoài những chip led cốt này á, nó còn đóng gói, nó tích hợp như thế này các bạn. Những chip led như 5050 ha. Đây là những, nó tích hợp một cái thanh của nó là gồm 3 chip led. Hoặc là những chip led hack á, toàn là những chip led siêu sáng. Đây là chip led Samsung, nó tích hợp 4 con luôn trong một cái chip led. Mấy cái chip led này là chip led được xuất xứ từ Hàn Quốc nha. Các bạn nhìn thấy không? Made in Korea nè. Những chip led này là rất là bền. Như vậy á, giữa cái nguồn led driver và cái chip led đó, thì cái thành phần nào quan trọng nhất? Ở đây có thể khẳng định một điều là cái chip led này các bạn, bóng led này là quan trọng nhất nha, quan trọng hơn cái nguồn led driver này.
Thì đa phần các bạn nhìn thấy nè, những cái đây toàn là linh kiện Trung Quốc nè, nó xuất xứ từ Trung Quốc hết. Ngay cả nói về cái nhà sản xuất đèn LED tại Việt Nam như Rạng Đông. Đây, mình lấy ví dụ như cái đèn tiếp LED của Rạng Đông. Đèn tiếp LED T8. Các bạn nhìn không? Nó cũng chú ý đến cái vấn đề quan trọng nhất của nó là cái phần chip LED nha. Sử dụng chip LED Hàn Quốc, chip LED 2835 là loại chip LED siêu sáng nha. Ở đây á, tại vì mình nói về cái về linh kiện bán dẫn, chẳng hạn như con chip LED Samsung này nè, các bạn thấy không, cái chất lượng của nó hoàn toàn là tốt hơn so với những chip LED mà xuất xứ từ Trung Quốc. Những cái chip LED này á, cái độ tiêu tán năng lượng rồi cái thành phần cấu tạo vật liệu bán dẫn bên trong á, nó không bằng cái linh kiện của bên Hàn Quốc. Nên nói về cái chất lượng và tuổi thọ của cái chip LED á, thì đối với mình so sánh giữa cái Hàn Quốc và cái Trung Quốc á, thì chắc chắn là những cái chip LED của Trung Quốc á, nó không bằng những cái chip LED Hàn Quốc. Tuy nhiên nói về giá thành, những cái chip LED Trung Quốc này nè, nó có giá thành thấp hơn nha, rất rẻ so với những cái chip LED Hàn Quốc này. Nhiều khi những chip LED Hàn Quốc này á, các bạn phải đặt hàng về. Chứ còn những chiếc LED Trung Quốc này á, thì các bạn có là rất nhanh ha, ra mấy cái chợ điện tử á, các bạn mua được những chiếc LED này như chợ Nhật Tảo, chợ Dân Sinh. Ở đây ngay cái thằng sản xuất đèn LED lớn nhất như Rạng Đông á, nó chú ý đến phần chip LED hơn so với cái nguồn LED driver. Các bạn nhìn cái nguồn mạch nguồn LED driver của nó nè, linh kiện không có gì đặc sắc hết nha, cũng toàn là linh kiện made in Trung Quốc hết. Mấy con IC chỉnh lưu nè, nó tích hợp 4 con diode chỉnh lưu bên trong, là linh kiện hoàn toàn dán linh kiện của Trung Quốc hết nha. Đây cuộn dây cũng tương tự như vậy, nói chung là hoàn toàn giống như những cái mạch nguồn LED driver của Trung Quốc bình thường. Chip sử dụng Trung Quốc luôn. Như vậy nói về cái mức độ quan trọng giữa cái chip LED của cái bóng đèn LED và cái nguồn LED driver, thì chắc chắn là cái nguồn cái chip LED này á sẽ quan trọng hơn nhiều so với những cái nguồn LED driver nha các bạn. Vì khi một khi mà người ta sản xuất một cái đèn LED như thế này á, mà cái chất lượng chip LED đó nó quá tệ, khi mà nó cấp nguồn vô á, nó cháy liên tục, rồi mức độ mà tản nhiệt á không có, nó hư hoài, thì chắc chắn là người ta sẽ đánh giá cái sản phẩm của các bạn là rất thấp ha. Nên ở đây á, người ta sẽ chú ý nhiều đến phần chip LED thôi. Những đặc biệt là những cái LED quảng cáo á, là người ta sử dụng chip LED này nè, toàn là chip LED Samsung hết của Hàn Quốc nha. Cái độ bền là rất cao so với những cái chip LED mà xuất xứ từ Trung Quốc. Rồi, vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.